Thưa quý vị, dự báo áp thấp nhiệt đới đang ở trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão khi đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa. Các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, trọng tâm ở các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng trong những ngày tới. Chiều nay 18 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến với một số bộ ngành và 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Bình Định về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Báo cáo tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay, áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng di chuyển chậm hơn so với hôm qua. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các phương án cũng như các dự báo quốc tế đều nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Từ chiều tối ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh có sóng từ 2 đến 3 mét, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng 3 đến 5 mét. Chúng tôi nhấn mạnh rằng chính vì vậy là chúng ta không được chủ quan, đề phòng là chúng ta thấy rằng là cái cơn áp thấp nhiệt đới này, cái cường độ nó yếu, nó không bằng như cái cơn siêu bão vừa qua, nhưng cái hiện tượng dông lốc có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong cái thời điểm mà tác động cái hoàn lưu áp thấp nhiệt đới này. Và chúng ta đều biết rằng cái dông lốc gió giật mạnh trong các cái dông lốc này thì có thể rất là mạnh, có thể ngang với lại gió mạnh trong các cơn bão mạnh. Nhằm chủ động ứng phó với những bất thường từ áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, hạn chế những thiệt hại do bão lũ gây ra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ban ngành cùng các địa phương từ Ninh Bình, Bình Thuận chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó. Đây là một cái cơn bão mà gây mưa là chính, nhưng Thứ trưởng Thủy văn đã nói thì chúng tôi đề nghị là các cái bộ ngành, đặc biệt là Cục Quản lý Đê điều phòng chống thiên tai thì căn cứ vào tình diễn biến thì sẽ báo cáo Thủ tướng, cần thiết thì sẽ có các cái đoàn công tác. Tuy nhiên thì tôi đề nghị là lần này thì tập trung là nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo và yêu cầu các giải pháp ở đây các bộ ngành thì tập trung theo chức năng nhiệm vụ thì cố gắng làm sao mà huy động các cái lực lượng tối đa. Khu vực này thì sẽ nếu mưa là sẽ chia cắt, thì đề nghị là các lực lượng mà 4 tại chỗ, trong đó lực chủ cốt vẫn là công an, quân đội, đặc biệt là huyện anh ta công an xã vừa rồi làm rất là tốt, nắm địa bàn rất là chắc. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 11 giờ ngày hôm nay 18 tháng 9, đã kiểm đếm hướng dẫn 66.960 tàu trên 306.725 người biết diễn biến hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh, không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết các mô hình dự báo đều thống nhất. Nếu bão số 4 có hình thành thì cũng không lớn về cường độ, gió giật cấp 10 là tối đa. Nhưng quan ngại nhất là gây mưa khá lớn, tập trung vào Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, một phần Quảng Ngãi. Do đó, từ bài học của bão số 3, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.